Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về việc bầu cử, bầu ra các chức vị chủ tịch cộng đồng ở ngay tại vùng thủ đô Washington, Hoa Kỳ sắp tới đây, thưa quý vị. Và trên màn hình đây là thông cáo số 6 về vấn đề bầu cử liên danh cá nhân và hội đồng đại diện, và cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 8 tây tháng 9 năm 2024 tới đây. Thì chiếu theo hiến chương của cộng đồng thì cộng đồng vùng thủ đô Washington DC họ có hai vòng bầu cử, thưa quý vị. Vòng bầu cử đầu tiên là vòng bầu cử sơ bộ và vòng bầu cử thứ hai là vòng chung kết. Thì cái cách bầu cử của họ là như thế, và vòng bầu cử sơ bộ thì các cá nhân được quyền lập liên danh, thưa quý vị. Thì mỗi liên danh như quý vị thấy trên màn hình là có ít nhất là 3 người, để khi mà liên danh đắc cử thì có chủ tịch cộng đồng, phó chủ tịch cộng đồng và tổng thư ký kiêm thủ quỹ, thưa quý vị. Thì đó là cái luật ở Hoa Kỳ, muốn thành lập một cái hội thì ít nhất phải có 3 người. Thì theo quy định ở tiểu bang Virginia thì sẽ có 11 liên danh được đắc cử. Ở tiểu bang Maryland thì có 3 liên danh được đắc cử. Và ở vùng thủ đô Washington DC, tức là District of Columbia, thì được 1 liên danh đắc cử. Tức là muốn lập bao nhiêu liên danh cũng được, nhưng mà chỉ có số trúng cử mà thôi, chứ không phải tất cả người đều trúng cử, thưa quý vị. Và như đã nói, chẳng hạn như bên tiểu bang Maryland lập ra 5 liên danh ứng cử nhưng chỉ chọn được có 3 liên danh mà thôi, thưa quý vị. Thì rồi ngoài cái các liên danh cá nhân này ở vòng sơ bộ thì đến vòng chung kết. Ở vòng chung kết thì chủ tịch các hội đoàn sẽ có 1 lá phiếu đại diện cho hội đoàn ra tranh cử. Thì hiện nay thì còn có 38 hội đoàn, thưa quý vị. Trước đây thì rất là đông, lên tới hơn cả 100 hội đoàn, nhưng sau Covid-19 thì nhiều hội đoàn đã ra đi trong vòng trật tự hoặc là mất tích trên chiến trường theo thời gian, theo tuổi già, cho nên nhiều cụ đã không còn sinh hoạt, cho nên các hội đoàn từ từ rơi rụng. Thì ở vòng chung kết thì đại diện các hội đoàn sẽ ra tranh chức chủ tịch cộng đồng, phó chủ tịch cộng đồng cùng với lại 8 ủy viên trong ban chấp hành cộng đồng. Thì có thể nói rằng những cái liên danh cá nhân bắt buộc phải là những người có nhiều hoạt động, những người nổi tiếng trong cộng đồng để người ta có thể biết được, hoặc là có nhiều vị do hám danh chỉ nhảy ra múa máy quay cuồng một thời gian ngắn, chứng tỏ ta đây cũng ứng cử cộng đồng, vân vân, thưa quý vị. Thì có rất nhiều cá nhân, chúng tôi chưa đi vào chi tiết từng cá nhân vì mỗi cá nhân đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, thưa quý vị. Có những người thì hoạt động rất hăng say trong cộng đồng, có những người ít hoạt động nhưng lại nổi tiếng ở một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như họ chơi nhạc rất giỏi cho nên nổi tiếng trong các buổi biểu diễn văn nghệ, thưa quý vị. Thì cử tri là những người Việt hay gốc Việt trên 18 tuổi và cư ngụ trong vùng ít nhất là 90 ngày tính trước ngày bầu cử, thưa quý vị. Và có thể nói rằng các cử tri đều phải có thẻ nhận diện có hình đến địa điểm bầu cử để tiến hành bầu phiếu. Đó là những người đi bầu, thưa quý vị. Còn như đã nói là
thì tức là bầu trực tiếp bỏ vào thùng phiếu, không có bầu khiếm diện và chỉ một lá phiếu mà thôi thưa quý vị. Cho nên là không có chuyện mà đi bỏ phiếu nhiều lần. Rồi ở vùng nào thì bỏ phiếu vùng đó. Chẳng hạn như ở vùng tiểu bang Virginia thì chỉ đến những nơi ở Virginia để bầu. Còn những nơi như Maryland thì sẽ đến ở Maryland để bầu thưa quý vị. Thì địa điểm và giờ bỏ phiếu ngày bầu cử là ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2024 tới đây. Thì tại tiểu bang Virginia, ở coi như trạm phiếu số 1 là ở ngay tại trung tâm Eden Center dưới tháp đồng hồ thưa quý vị. Và thời gian bỏ phiếu là từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Rồi trạm phiếu Virginia số 2 cũng ở Eden Center nhưng trước cơ sở Thanh Sơn Tofu, cũng 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Và trạm phiếu số 3 là ở phở 75 đường Graham, thành phố Fulton, 9 giờ sáng 5 giờ chiều thưa quý vị. Và ở tại tiểu bang Maryland thì trạm phiếu số 1 là ở LA Mark Supermarket, siêu thị LA Mark thưa quý vị, cũng 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều ở thành phố Silver Spring. Rồi trạm phiếu số 2 ở tiểu bang Maryland là giáo xứ mẹ Việt Nam, cũng từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thưa quý vị. Đặc biệt trong những năm vừa qua thì ở ngay tại thủ đô Washington DC đã không có người ra ứng cử thưa quý vị. Nói chung là các hội đoàn ở thủ đô Washington DC họ không thèm ra tranh chức chủ tịch cộng đồng để làm cái gì mất thời gian của họ. Cho nên chiếc ghế chủ tịch cộng đồng DC hoàn toàn bỏ trống thưa quý vị. Cho nên đây là một cái điều hết sức đau buồn, không có ai đại diện cho chức chủ tịch cộng đồng Washington DC. Thì đó là cái cuộc bầu cử sắp tới, và trong những ngày vừa qua và sắp tới đây thì sẽ hết sức rộn ràng khi mà các ứng cử viên ra tranh chức chủ tịch cộng đồng, đồng chủ tịch cộng đồng, rồi phó chủ tịch cộng đồng, rồi ủy viên thường trực của hội đồng đại diện, vân vân, gồm 8 vị trí. Cho nên là sẽ có những cuộc tranh luận, đối luận, nảy lửa giữa các ứng cử viên thưa quý vị. Chiếc ghế chủ tịch cộng đồng thì chỉ có một, và chỉ có 8 ủy viên thường trực. Và trong khi đó chúng ta thấy là ở tiểu bang Virginia có tới 11 liên danh cá nhân, tức là có tới 33 người ra ứng cử. Tiểu bang Maryland thì có 5 liên danh ứng cử, tức là 15 người thưa quý vị. Là chưa kể là có tới 38 hội đoàn, mỗi chủ tịch cộng đồng, xin lỗi, chủ tịch hội đoàn sẽ nhảy ra tranh chức. 38 cộng với lại những con số đại diện cho các liên danh. Cho nên cuộc bầu cử chắc chắn sẽ hết sức sôi nổi trong thời gian tới. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả cặp đời. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.